Hôm bữa có khách hỏi em về mẫu áo này thì hôm nay đã về đủ màu rồi nha. Áo này có 3 màu nha cả nhà. Đó là màu hồng pastel nè, màu đen và màu da nha. Mẫu này xinh lắm luôn á. Chúng ta có thể mặc đi tập gym, mặc đi biển hoặc là mặc tập yoga đều được nha. Rất là xinh. Hàng free size nha. Và tầm 55kg trở xuống thì mới mặc vừa áo này thôi nha cả nhà ơi. Muốn mặc em này thì giảm cân đi nha. Bao đẹp luôn ha. Chất thun dệt rất là đẹp. Và áo này là 160 một áo nha cả nhà. Số lượng có hạn, hàng chỉ về rất là ít. Nên ai thích thì nhanh lấy đi nha.